À, xin chào mấy anh em nha. Hôm nay mấy cửa hàng nông cân Vũng Châu có về một số đầu máy nè mấy anh em. Máy Yamaha rồi nè. Đủ loại luôn nha. Mấy con này con máy ga 150. Cái này SS10 nè mấy anh em, SS10 180. Đó. 230. 220 chứ Kubota đó. Xin chào các bạn, mình là mấy cái mấy ngày địa rồi giờ nè mấy anh em chưa rửa luôn nè đó, mấy khá là tương đối đẹp nha, còn cái địa chưa rửa rửa là mấy tinh luôn á, khá là đẹp luôn. Anh em nào mua thì có thể liên hệ số điện thoại 0913948706 nha. Hoặc đến trực tiếp cửa hàng Nông Cơ Nguyễn Châu, địa chỉ thị trấn Gia Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha mấy anh em. Đây con Kubota. Kubota 2 ngày 2 nè mấy anh em. 22 á, 22 á. Còn này là Yamaha 180. Còn con kia là ga 120 nha. Bộ bên đây là vàng sứ xăng. Con này là Yamaha 1S16 nè mấy anh em. Con này gác ở trên mấy cày 1.3 đó mấy anh em. Đó đầu rồi, đây còn ba bốn con trong kia nữa nha. Còn đây là một số đầu máy 3 nè. Đó, máy 3 Isuzu, ba máy Yamaha Kubota các loại luôn nha mấy anh em. Này con Yamaha máy đây. Yamaha 3T B2. Con này khá là đẹp nha. Máy Yamaha 3T hơi bị nhiều nha mấy anh em. Con này con Isaki nè. Máy khá là tương đối nhiều cho mấy anh em, còn nguyên cái vàng trên kia nữa nè. Đó. Rồi để em rảnh em sẽ test máy nổi cho mấy anh em xem luôn nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây luôn. Anh em nào là mua thì mình có thể liên hệ với sĩ lẻ luôn nha mấy anh em. Em xin tạm biệt mấy anh em luôn.